Handmade with PRB xin chào các bạn. Rất lâu rồi chúng mình mới lại gặp nhau qua một cái video ở trên kênh YouTube của mình đúng không? Khác với mọi lần, lần này mình sẽ làm video hướng dẫn về một cái project móc. Móc thì trước đây là mình móc khá là nhiều, nhưng kể từ năm 2008 ấy, mình bắt đầu chuyển hướng hẳn sang đan lách, cho nên là mình gần như là bỏ bẵng móc đi. Mình có móc thì cũng chỉ móc những cái dolly lớn hoặc nhỏ, đại khái thì sở thích của mình chỉ có là dolly thôi, chứ mình không thích móc len hoặc là móc những thứ giống như mũ nón quần áo giống như bạn. Cái gu của mình thì nó không được đại chúng cho lắm, cho nên là nhiều khi muốn chia sẻ với mọi người nó cũng khá là không thuận tiện. Nhưng mà lần này mình đặc biệt có một cái project có thể chia sẻ với mọi người. Đây là một cái khăn ống. Khăn ống mà để móc thì kiểu hoa văn như thế này nó không được ấm áp lắm, nhìn nó không được ấm áp lắm so với các kiểu khăn ống đan. Nhưng mà bù lại nó có cái độ điệu đà, mơ mộng riêng của nó. Khi mà phối hợp đồ ấy, nó giống như là mình khoác một cái áo dạ mang tô hơi lớn một chút và mình quàng lên cái khăn này thì nó sẽ điểm xuyết thêm cho mình, nhìn tổng thể bố cục của mình thì nó rất là nữ tính. Thì khi mà các bạn nhìn thấy cái khăn ống này nhá, có thể là một số bạn sẽ nghĩ đến rằng là ôi dồi ôi, móc từng bông hoa rồi ghép vào thì đến bao giờ, lâu lắm, phiền lắm. Nhưng mà mình xin được giới thiệu với các bạn là cả cái khăn ống này mình dùng hai cuộn len thì chỉ có một mối nối thôi, nối hai cuộn len vào với nhau thôi, còn lại từ đầu đến cuối mình móc liền một mạch, không hề phải cắt hay là phải nối và khâu dấu len rất là nhiều như các bạn tưởng tượng đâu. Bây giờ chúng mình sẽ tiến hành móc nhé. Trước khi móc thì mình sẽ nói về cái construction, cái cấu tạo của cái khăn này, cái cách móc, đại khái là đường hướng móc. Thì nói chung là khi mà móc cái khăn này nhé, mình móc một dải hoa liền một mạch thành một cái dải. Sau đó mình lại móc thêm một tầng dải hoa tiếp theo nữa ở trên phía trên, cứ như thế cho nó đủ cái độ rộng mà mình mong muốn. Ở đây của mình là 5 tầng hoa đấy. Sau đó khi được một cái mảnh rồi, mình sẽ gặp đôi lại và ghép chúng lại với nhau thành một cái hình ống như thế này. Nói thì đơn giản thế mà thực ra làm cũng đơn giản như thế thôi à. Rất là dễ nhớ và dễ làm. Bây giờ mình sẽ mời các bạn theo dõi tiếp video và làm cùng với mình nhé. Để móc cái khăn này, mình đã dùng đến hơn một cuộn len baby. Và kim móc mình sử dụng là kim 3.0mm. Bạn nào móc chặt tay có thể chuyển lên kim 3.5mm. Thực ra mà nói khi mình cảm thấy khi móc cái thể loại như thế này này, thì móc với những cái len nhỏ tầm như baby trời xuống thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đừng móc len cao quá thì nó sẽ thô, không đẹp đâu. Giờ chúng mình móc nhé. Khi mà dùng len baby này, hoặc là những cái len mà các bạn nhìn thấy nó có cái dạng nằm nắm tròn tròn như này trên tạp chí của nước ngoài ấy, thì các bạn hãy làm như thế này nhé. Bóc ra một lớp ở phía ngoài như thế này này. Đừng mất công rút lõi nó ra làm gì. Bây giờ chúng mình tiến hành móc nhé. Bởi vì là mình nói chung là thường xuyên đan, cho nên mở miệng ra của mình sẽ là đan thôi. Mình có những từ giống như mũi móc ấy, mình sẽ nói nhầm ra mũi đan. Với lại là khi mà mình móc thì mình quen móc theo chát của Nhật. Rất hiếm khi chát hình ấy, rất hiếm khi mình dùng đến chát tiếng Việt, cho nên là những cái mũi móc tiếng Việt ấy, có thể trong lúc nói mình có thể nói nhầm hoặc là nhớ nhầm một số mũi nào đó, mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng mình sẽ tiến hành này. Đầu tiên, bỏ qua những cái bước đơn giản cách cầm len cầm kim như nào nhé, bởi vì quan điểm của mình là mỗi một người có một cách cầm riêng khác nhau, không nhất thiết phải giống nhau đâu, miễn sao nó đáp ứng được cái tiêu chí dễ làm, dễ thực hiện và nó ra được cái kết quả đẹp là được, không cần quá chú trọng về vấn đề này nhé. Bây giờ mình móc này. Đầu tiên mình khởi tạo một cái út thắt như thế này đã. Cái út này không được tính là một mũi nhé, nó chính là một cái chân mũi thôi. Bây giờ mình móc này, mình sẽ móc 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đếm này, 1, 2, 3, 4, 5. Cái vòng khởi tạo đó, khi đó nó đã được chuyển lên phía trên kim móc rồi. Mình cũng không quan trọng quá đến cái vấn đề này hay là gọi là thế nào nhé. Đại khái là các bạn nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5. Thế là mình đã móc được 5 mũi móc xích. Bây giờ mình móc tiếp. Các bạn, cái kim móc của mình nhé, mình luồn nó vào cái mũi đầu tiên. Và sau đó móc vào đó một mũi. Ok,
kéo luôn cái mũi này qua cái mũi đơn cuối cùng đang ở trên kim như này. Thế là cái mũi vừa rồi mà mình móc chính là một mũi móc rời, một mũi trượt, một mũi slip ở trong cái chát móc tiếng Anh người ta hay viết ấy. Hoặc là khi mà các bạn nhìn lên cái chát của các bạn thì có thể thấy là nó được ký hiệu bằng một cái dấu màu đen đen đấy. Còn những cái chát, những cái mũi bính này thì được đánh dấu bằng một cái hình bầu dục. Ở phía bên trong là nó màu trắng, nó rỗng. Bây giờ mình tiếp này, mình móc 3. À sorry, mình tiếp tục. Mình chỉ móc một mũi móc đơn, một mũi móc bính thôi. Sau khi móc mũi slip rồi, các bạn móc một mũi bính vào cho mình. Tiếp đến mình sẽ móc 12 mũi đơn vòng quanh cái vòng len được tạo từ 5 mũi bính ban đầu này. Luồn kim vào chính giữa cái vòng len được tạo bởi 5 mũi bính. Móc vào đó một vòng len. Bây giờ móc thêm một vòng len luồn qua cái vòng len vừa rồi và cái vòng len vốn dĩ đang ở trên kim. Thế là các bạn đã hoàn thành được một mũi móc đơn. Mình lặp lại này. Một mũi móc đơn. Đó. Thì vừa rồi là 2 mũi móc đơn rồi nhá. Mũi móc đơn có thể được ký hiệu là bằng cái dấu x hoặc là cái dấu cộng. Được 2 rồi này. Bây giờ mình móc tiếp cho đủ 12. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sau khi móc xong 12 mũi móc đơn, các bạn lại luồn kim móc vào cái mũi móc đơn đầu tiên ở trên kim này này. Và mình móc vào đó một mũi móc rời để khép kín cái vòng tròn này lại. Ôi, các bạn Kiến lại đến thăm mình rồi. Cứ uống nước cam rồi Kiến đến. Bây giờ này, chúng mình sẽ móc tiếp. Vừa rồi là hàng thứ nhất, dòng dòng thứ nhất. Cái dòng đầu tiên, cái vòng đan đó mình không tính là một vòng nhé. Mà đến cái vòng này mình mới tính là một vòng 12 mũi móc đơn. Bây giờ mình móc tiếp đến 3 mũi móc bính. À, trong cái móc căn bản ấy thì 3 mũi móc bính nó sẽ có độ dài tương đương với một mũi móc kép. Để móc mũi móc kép, người ta sẽ móc như này này. Bây giờ mình sẽ móc cái cánh hoa ở đây. Cái cánh hoa ở đây có 12 cái cánh hoa được tạo thành những cái từ những cái mũi từ hai cái mũi kép chụm lại vào với nhau ấy. Những cái bông hoa ở đây này, cánh hoa này. Mỗi một cánh hoa là 12 cái, là hai cái mũi móc kép tạo thành. Hai cái mũi móc kép này móc cùng vào một mũi móc đơn và chúng có chung một cái đỉnh. Hình như tiếng Việt gọi là mũi trụm đầu hay mũi gì đó mình cũng không biết lắm. Đại khái mình sẽ móc như thế này này. Bây giờ mình sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chỗ mà lúc nãy mình vừa mới luồn vào để móc một mũi slip kéo chặt cái vòng đan ở cái vòng móc đấy. Bây giờ mình sẽ móc vào đó một mũi móc kép. Mũi móc kép này các bạn cho kim vùng phía dưới sợi len, quấn cái sợi len đó vòng quanh kim một lần. Rồi bây giờ các bạn luồn kim vào cái chân mũi móc mà mình cần móc vào đó một vòng len này. Luồn kim từ khi mà mình gảy kim nhé, gảy kim móc mà mình cũng luồn kim từ phía dưới lên phía trên của sợi len và mình đè vào cái sợi đó, móc nó lên. Bây giờ tiếp tục đến lượt mình kéo một vòng len nữa qua hai cái vòng len đang có trên kim. Bởi vì có hai cái vòng len ở trên kim như vừa rồi ấy, tương đương với kiểu trong tiếng Hán Việt người ta gọi là kép ấy, cho nên nó được gọi là mũi móc kép. Mũi móc kép này nó có nhiều biến thể nhưng hiện giờ mình sẽ không nói nhé. Và mình sẽ móc tiếp. Móc như vừa rồi là mình vẫn chưa xong một mũi móc kép đâu. Bây giờ mình phải thêm có một công đoạn nữa, đó là mình luồn kim móc, mình móc một cái vòng nữa qua cái mũi kép đó và cái mũi móc bính ở bốn chiếc ở trên kim. Thế là mình đã tạo được một mũi móc bính và ba mũi móc kép, ba mũi móc xích này này. Sorry, một mũi móc kép và ba mũi móc xích này. Mũi bính, mũi móc xích đấy. Thì ba mũi móc xích ở đây nó có độ dài tương đương một mũi kép, cho nên mình cứ coi như nó là hai mũi kép. Và bây giờ mình móc chập chúng lại với nhau như vừa rồi đó. Tiếp đến mình sẽ móc đến 5 một cái dây, 5 mũi bính. Một dây, 5 mũi xích này, 2 4 5. Xong rồi, mình bắt đầu này.
Bây giờ mình sẽ móc hai mũi móc đơn có cùng hai mũi móc kép có cùng một chân vào cái mũi móc đơn ở phía dưới tiếp theo này. 1 2. Móc xong rồi, mình dùng một sợi len mình kéo một cái vòng len vòng qua cả ba mũi đang ở trên kim. Tiếp đến là các bạn móc một cái dây 5 mũi xích. Một cái cánh hoa của mình sẽ bao gồm 12 cái cánh hoa này. Nó tương ứng với 12 cái mũi đơn ở phía dưới này. Bây giờ mình sẽ lặp lại cái chu kỳ vừa rồi. Chu kỳ bao gồm 2 mũi móc kép chung một chân và trụ một đầu như thế này. Móc đến một dây 5 mũi bính. Làm như thế thêm 10 lần nữa cho nó đủ, cho mình có đủ. Cho mình có đủ 12 cánh hoa đấy. Thực ra là đến cái cánh hoa cuối cùng thì mình sẽ chỉ móc đến 2 mũi bính thôi. Nhưng mà tạm thời mình cứ móc thế đã, cứ nói thế đã. Sorry, mình làm tuột mũi. Mình làm lại nhé. Cái gì cũng phải văn ôn võ luyện. Tiêu chuẩn của đối với chúng mình khi mà móc cái bông cánh hoa này này thì chỉ có một tiêu chuẩn thôi, đó là các bạn cố gắng móc những cái cánh hoa nó có độ cao tương đối đều nhau. Sau khi móc đến cánh hoa thứ 12 này, mỗi một lần mình móc bông hoa thì mình phải đếm thật kỹ nhé. Xem có đúng chuẩn là 12 cánh hoa không. Nếu không, khi mà móc lên một mạch đấy, lên đến phía trên mình lại móc đến mãi cánh hoa thứ 3, thứ 4 mình lại mới phát hiện ra cánh hoa thứ nhất nó chỉ có 11 cánh thôi chẳng hạn. Thế là mình không có đủ chỗ để ghép các bông hoa lại với nhau. Thế là mình lại phải tháo lại. Cho nên là có một điều là cực kỳ quan trọng, đó là mỗi một lần móc xong một cánh hoa, các bạn phải đếm thật kỹ xem có đủ 12 cánh chưa này. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Xong cánh hoa thứ 12 thì mình sẽ móc 2 mũi bính, tiếp đến là một mũi kép thấp. Mũi kép thấp này các bạn luồn vào cái hai cái mũi đầu tiên này, nó trụm vào nhau, móc vào cái đỉnh cánh hoa đấy. Mình móc một mũi kép thấp. Mũi kép thấp thì nó khác mũi kép bình thường. Mũi kép đơn mà mũi kép mà như giống như mình móc cánh hoa này, mình sẽ vòng. Đầu tiên là vòng một sợi lên vòng quanh kim, sau đó luồn kim vào đỉnh của cái cánh hoa đầu tiên, móc vào đó một vòng len. Bây giờ mình sẽ móc một cái vòng len nữa, vòng qua cả ba vòng len đang có ở trên kim. Ok, xong dòng thứ hai rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang dòng thứ ba. Ở dòng thứ ba này thì chúng ta sẽ tạo ra những cái sợi, những cái vòng bính này này, vòng mũi xích này này, nó sẽ liên kết lại những bông hoa lại với nhau. Bây giờ mình sẽ móc 7 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mũi móc xích. Sau đó các bạn luồn vào phía trong của một cái dây 5 mũi xích ở phía dưới này. Luồn vào phía trong nhé. Các bạn không cần thiết phải luồn vào phía trong của một mũi xích như thế này đâu, mà các bạn chỉ cần luồn vào phía trong của cái dây này mà thôi. Móc vào đó một mũi đơn. Tiếp đến làm tương tự như thế. Móc 7 dây, móc một dây 7 mũi móc xích, sau đó là một mũi móc đơn nối vào chính giữa của cái dây móc xích 5 mũi xích ở phía dưới. Làm như thế đến khi các bạn có khoảng 1 2 3 4 5
Bạn làm thế cho đến khi mà bạn, nếu như là bình thường mình móc tiếp đúng không? Mình móc tiếp cả một cái vòng vòng tròn như thế này, các cái mũi móc, 7 mũi móc xích luồn luồn phía dưới, các cái mũi, 5 mũi móc xích ở phía dưới thì mình sẽ có 12 cánh hoa đúng không? Nhưng ở đây mình sẽ chỉ móc 5 cánh thôi. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang cái cánh hoa thứ hai. Trong khi cái cánh hoa thứ nhất này, cái bông hoa thứ nhất này chưa được hoàn thiện, mình móc sang luôn cái bông hoa thứ hai. Từ cái bông hoa thứ hai trở đi này, nó có cách móc tất cả những cái bông hoa cả tiếp theo có cách móc giống y hệt nhau. Bông hoa thứ hai mình sẽ móc liền dính luôn với bông hoa thứ nhất mà không cắt len. Bây giờ các bạn móc cho mình 19 mũi móc xích, 2 rồi này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Xong 15 mũi móc xích, 19 mũi móc xích này rồi. Bây giờ mình sẽ móc khép cái vòng tròn lại, tạo thành một cái vòng tròn gồm 5 mũi móc xích tương tự như phía cái bông hoa đầu tiên này này. 1, 2, 3, 4, 5. Móc vào đây. Mình sẽ móc vào đó một mũi dời. Móc xong mũi dời này rồi, các bạn móc thêm một mũi dời nữa và cái mũi xích tiếp theo bên nó cạnh nó đấy. Thế là mình móc liền hai cái mũi dời vào đây, khép nó lại thành một vòng tròn. Tiếp đến này, cái việc này rất quan trọng nhé. Các bạn xoay kim và len một vòng như thế này để làm sao cho cái móc xích đấy, cái vòng tròn vừa rồi ấy, nó vặn thành như thế này này, chứ không phải là bây giờ nó lên như thế này và bây giờ mình móc ngược. Các bạn phải quay lại như thế nhé. Xong rồi, bây giờ mình sẽ móc 12 mũi móc đơn vào cái vòng này. 1, 2, 3, 4. Cái góc quay của mình nó không được thuận tiện lắm. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi này. 8, 9, 10. Xong 12 mũi móc đơn vào cái vòng len này. Bây giờ mình dùng một mũi dời, mũi trượt đó, khép kín cái vòng móc này lại. Tiếp đến mình sẽ móc 3 mũi bính, một mũi kép. Nếu như cái bông hoa thứ nhất đúng không, mình sẽ khép luôn cái mình sẽ móc luôn một vòng để kéo tạo thành một cái cánh hoa ở đây. Nhưng mà ở đây các bạn làm thêm một động tác nữa cho mình, các bạn đếm ở phía dưới này này, ngửa cái mặt sau ra các bạn đếm này, đếm cho mình 4 3 mũi móc bính nhé. 1 2 3, và các bạn luồn kim vào đó móc một mũi móc dời nối cái dây ở phía dưới với hai mũi móc ở phía trên vào với nhau. Sau đó bạn xoay cái nhụy hoa ở phía bên trong này này thành một vòng. Thế là mình đã hoàn thành được xong cái cánh hoa đầu tiên. Bây giờ các bạn móc tiếp đến 5 mũi móc bính. 1 2 3 4 5 và hai mũi móc kép chung chân và chụm đầu lại như thế này. Và tạo thành một cánh hoa. Lặp lại cái chu kỳ 5 mũi xích này và hai mũi kép này, chung chân, chụm đầu này thêm 10 lần nữa. Ở phần trước mình có nói rồi đúng không? Cách cầm len, cầm chỉ ấy, mỗi người có một cách cầm khác nhau.
đừng có nghĩ là cách của người ta mới đúng, hoặc là nghĩ rằng là cách của tôi mới đúng, cách của chị là sai rồi, đừng nghĩ thế nhé. Thực tế cho thấy cả đan và móc mỗi người có một cách cầm khác nhau. Dĩ nhiên là có những cách cầm nói về tính theo kiểu cử động học hoặc là các loại khoa học khác ấy, thì nhìn cái cử động nó càng ít thì người ta cái thao tác của người ta diễn ra càng nhanh, đúng không? Cho nên là có một số cái kiểu cầm kim nó sẽ kiểu đạt được năng suất hiệu suất cao hơn, nhưng mà cái gì cũng thế, chăm hay không bằng tay quen, phải làm quen thì cái tốc độ dần dần nó mới lên, giống như không luyện tập lâu giống như mình này thì khi móc nó cũng sẽ lấn cấn. Cho nên là mình cứ tự tin với cái kiểu móc của mình và mình luyện tập cho kỹ càng là được. Ở phần trước mình cũng có nói đúng không? Mỗi lần móc một bông hoa mình phải đếm thật kỹ xem cái bông hoa đấy nó có đủ 12 cánh hoa chưa. Bây giờ mình đếm lại này, chắc chắn là chưa đủ đâu nhưng mình cứ đếm cho các bạn xem nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Thế nên mình lại móc tiếp. 2, 3, 4, 5. Sau khi xong thêm 10 lần cái chu kỳ 5 mũi xích và 2 mũi kép trụng chân trụng đầu này, các bạn móc thêm 2 mũi móc xích nữa. Bây giờ mình sẽ kết nối cái dây xích đầu tiên với cái vòng hoa này. Các bạn đếm này. 1 2 3. Đếm đến đây cho mình thì các bạn móc vào đó một mũi rời, một mũi trượt đấy. Xong này, mình xoay cái bông hoa một vòng 90 độ, vòng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Là bây giờ mình đã móc xong cái dòng thứ hai của bông hoa này. Các bạn có thể đếm ở phía bên này. Khi mà mình đếm ở phía bên này mình sẽ có 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái mũi móc xích ở phía bên kia nó sẽ tương ứng với một cái cánh hoa này này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ móc tiếp nhá. Đến dòng thứ hai, các bạn sẽ đến cái dòng thứ ba của cái bông hoa này, các bạn sẽ móc này. Móc cho mình 3 mũi bính và sau đó luồn kim vào giữa, đặt hai cái bông hoa này các bạn phải để hai cái mặt phải lên phía trên nhé, mình gọi đây là mặt trái, đây là mặt phải. Các bạn ngửa hai cái mặt phải lên phía trên, đừng có để cái cánh hoa của mình mà hai mặt phải lên phía trên nên cái dây này nó bị vặn, các bạn đừng làm thế nhé, để nó phẳng ra. Sau khi móc ba cái mũi bính ở đây mình sẽ kết nối cái bông hoa thứ hai với bông hoa thứ nhất bằng cách này. Bây giờ mình sẽ luồn cái kim móc vào chính giữa một cái cánh hoa. Khi mà các bạn để thế này nó cùng chiều cánh hoa nhé. Vậy mình móc 5 ngày này đúng không? 5 cái dây 7 mũi móc xích này. Bây giờ mình luồn vào đó vào mũi cái mũi móc xích ngay bên cạnh cái điểm khởi đầu của dòng 19 của 19 mũi móc xích đấy. Là mình móc vào đó một mũi rời, kéo thật chặt mũi rời này lại. Tiếp đến là móc 3 mũi xích ghép đó vào phía chân cái cánh hoa phía bên kia, móc tiếp 7 mũi móc xích nữa. Mình qua ngày nói chung là khi mà móc mình quen mình để cái sợi lên như thế này này, nhưng mà khi mình đan continental rồi mình để sợi lên như thế này, cho nên là thỉnh thoảng mình vẫn biết quen tay. Văn phải ôn, võ phải luyện. Mình sẽ móc 7 cánh hoa bằng sorry, mình sẽ móc 5 cánh hoa với cái dây xích 7 mũi nhá. Ở đây là sau khi móc ghép vào đây rồi này, bây giờ đây là một cánh hoa này, đây là cánh hoa thứ hai này. Cánh hoa thứ ba này. Cánh hoa thứ tư. Móc thêm cánh hoa thứ năm nữa. Được chưa? Sau khi móc xong đây là cái bông hoa thứ hai, nhưng đây là bông hoa thứ hai chưa hoàn chỉnh. Mình nhắc lại cái quy trình móc vào đoạn này cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là móc một cái dây móc 19 mũi móc bính, mũi móc xích đó. Sau đó khép cái vòng tròn cái phía đầu của dây móc xích đó, khép 5 mũi đó vào với nhau.
bằng cách móc này, đếm từ phía đầu mũi xích này lên mũi thứ sáu, lên mũi thứ bảy và móc vào đó hai cái mũi móc rời, mũi trượt đó. Tiếp đến là móc 12 mũi móc đơn, móc một mũi móc rời, khép cái 12 mũi móc đơn đó thành một vòng hoa. Tiếp đến móc 3 mũi bính, móc thêm một mũi móc kép có cùng chân với cái chỗ khép vòng dây móc đơn phía dưới chân của 3 mũi móc bính ấy. Và sau đó luồn một mũi, dùng một mũi rời để ghép ba cái mũi đang có ở trên kim vào với cái dây xích phía dưới, xoay vòng hoa một lần và tiếp đến móc 5 mũi móc xích và một bông hoa, một cành hoa gồm hai mũi móc kép chung một chân vào một mũi đơn bên cạnh cái cành hoa đầu tiên và trụm vào với nhau, lặp lại cái chu kỳ 5 mũi bính và hai cái mũi móc kép có chung đầu chung chân này đến thêm 10 lần nữa cho nó đủ 12 cánh hoa ở trên trên bông hoa. Tiếp đến là móc hai mũi bính, dùng một mũi rời và một mũi trượt đấy, nối cái bông hoa này với cái sợi dây 19 mũi bính ban đầu. Sau đó móc tiếp đến ba mũi móc xích, một mũi rời để ghép cái cánh hoa này với bông hoa đầu tiên. Móc tiếp đến 3 mũi bính và một mũi đơn vào cái cánh hoa 5 mũi xích ở dưới. Móc tiếp những cái cánh hoa gồm có 7 mũi xích liên tiếp vào với nhau như thế này. Được chưa? Khi có đủ 5 mũi, có thêm được 5 cái cánh hoa gồm 7 mũi móc xích này thì các bạn lại lặp lại cái chu kỳ từ đầu đây. Tạo từ 19 mũi móc xích và tạo thành một bông hoa. Mình sẽ có bông hoa thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 cho đến khi các bạn đạt được cái độ rộng mà các bạn mong muốn. Ví dụ cái khăn ấm của mình đúng không? Nó có cái độ rộng nó phải khoảng là chui qua vòng đầu của mình. Dĩ nhiên là nó co giãn rất là lớn, móc này co giãn rất là lớn nhưng mà mình tính đại khái nó sẽ có độ rộng của cái dây đó khoảng là bằng một cái vòng đầu của mình. Ở đây mình móc một cái khăn của mình móc gồm 8 bông hoa. Các bạn có thể tham khảo cái khăn của mình và móc tiếp cho đến khi các bạn có được 8 bông hoa. Cái đoạn tiếp theo thì các bạn tự làm, mình sẽ không 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 quay tiếp.